Xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay em lại quay trở lại với cái chuyên môn của mình nha. Review về cái máy rửa xe. Thì hôm nay con máy mà em đang muốn giới thiệu cho anh em cũng đến từ thương hiệu Osaka luôn. Đây là cái diện mạo mới, cũng là mẫu mã mới của hãng Osaka. Và con máy này thì báo giá bật mí cho anh em luôn nha. Giá của nó chỉ trên 1 triệu một xíu thôi. Thì anh em sẽ đầu tư cho mình một con máy với công suất là 2800W. Rồi. Thì không để anh em chờ lâu, thì em sẽ cùng anh em tìm hiểu một số thông tin và xíu nữa sẽ review cũng như là test thử máy cho anh em xem cái độ hoạt động của con máy khi anh em mua về sẽ như thế nào nha. Với con máy này thì đây, bảo hành cho anh em lên đến là 12 tháng. Đây của nó 15m. Wow. Trời ơi, thấy chưa? Và đây là công suất của con máy 2800W. Rất là khỏe nha. Đèo tiền. Xíu nữa anh em mình cùng trải nghiệm để xem cái công suất này nó có thực tế không hay là ảo cho anh em mình. Tiếp đến thì anh em mình cùng mở hộp ra xem bên trong sẽ theo máy gồm những cái phụ kiện gì nha. Đầu tiên là anh em mình biết cái thông số sợi dây này rồi, 15m. Đây, hai cái đầu này nó như nhau nha anh em. Đầu ra và cái đầu để lắp vô hồi xịt nó như nhau, anh em muốn lắp cái đầu nào vào cũng được. Tiếp đến sẽ là một cái dây hút. Đây là cấp độ của nó và những cái khúc nối đầy đủ cho anh em mình. Anh em mình chỉ mua máy nè, về lắp ráp thì bên em cũng đã chỉ rất là nhiều rồi, làm video rất là nhiều rồi. Anh em có thể vào những cái video trước để tham khảo, nó như nhau thôi. Đặc biệt ở cái con máy này đó, nó sẽ tặng cho mình một cái thanh nối dài luôn nha, để nối vào cái đầu vòi xịt này. Và đây là một cái vòi xịt của nó đây, Ren 22. Tiếp tục, cái cuối cùng ở đây đó là một cái bình xịt tiết. Rồi, anh em cảm thấy cái diện mạo con máy như thế nào ạ? Rất là to, rất là hầm hố nha, rất là nặng luôn. Và sau đây thì anh em cùng em trải nghiệm test máy nha, xem con máy này có đạt hiệu quả và đạt cái sức mạnh mong muốn không. Đó, anh em đón chờ em nha. Xin chào anh em đã quay lại nha. Sau khi đã lắp máy xong thì anh em mình cùng test trên con Osaka S6 có công suất là 2800W nha anh em. Anh em cùng nghe tiếng động cơ trước khi mà thử xịt trên xe nha anh em. Là em luôn nha. Đó thì em đã chuẩn bị một chiếc xe của một anh khách đến cửa hàng nha. Đó thì khách đến cửa hàng máy móc Việt Nam thì được cái lợi là được rửa xe miễn phí nha anh em. Đây, con máy này. Con xe này thì chắc chinh chiến rất là nhiều, nó dơ lắm nha anh em. Đây. Máy rất là khỏe luôn. À, chỉnh chế độ xòe nha. Rồi chúng ta chỉnh chế độ xòe trên máy nè, trên cái vòi xịt nè, để rửa trên dàn áo nha. Với cái lưu lượng nước lên đến 12 lít trên phút như thế này thì anh em đóng tiền nước cuối tháng thấy bà luôn. Khỏe lắm nha anh em. Rồi ok các anh em nha. Thì sau khi đã cùng em trải nghiệm máy thì em cũng đã test rất là nhiều với cái bình xịt tiết rồi. Anh em có thể vào những video trước của em để tham khảo nha. Còn anh em cảm thấy thế nào về cái công suất 2800 như thế này? Đó, em cảm thấy nó cũng rất là chuẩn nha anh em. Máy rất là khỏe luôn. Và thì em sẽ báo giá cho anh em mình luôn. Giá của con Osaka S6 tại thời điểm mà anh em xem video này á thì đang có giá là 1.450.000. Đó, với giá 1.450.000 thì anh em có thể đầu tư một con máy rửa xe gia đình để phục vụ như là rửa xe máy ở nhà. Rồi thì giá chỉ hơn 1 triệu thôi, một tí thôi thì anh em đã sở hữu ngay con máy như thế này rồi nha anh em. Công suất là 2800 nè. Đó, đầy đủ phụ kiện. Dây của nó dài lên đến 15m luôn, cho những anh em mà ở vườn đó có thể rửa xe đó, lòi dây đi thỏa thích luôn nha anh em. Rồi thì anh em muốn mua máy này thì có thể gọi đến số hotline 0906 779 465, em để bên trên nha anh em. Hoặc là anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng để có thể trải nghiệm máy cũng như là rửa xe free. Anh em cũng có thể vào những cái mô tả em đã để liên kết bên dưới rồi đó, mua máy tại nhà đó, rất là tiện lợi. Và anh em nào chưa subscribe kênh thì giúp em một subscribe cũng như là nhấn vào cái chuông bên cạnh để mỗi khi em ra video mới nè, test máy cũng như là những cái chương trình hấp dẫn nào á thì em sẽ up lên, anh em sẽ được nhận thông báo sớm nhất nha. Đó, đừng quên subscribe kênh nha anh em.
Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những cái video tiếp theo nha.